Chào các bạn đã đến với clip hướng dẫn mod tiếp theo của NKTV. Thì ở clip này vẫn tiếp tục là một clip ngắn thôi các bạn nhé, và sẽ giải đáp cho các bạn hai cái rất là đơn giản mà cũng khá nhiều người lại, đối với một số bạn thì nó rất là đơn giản, nhưng mà đối với một số bạn thì lại không biết cách làm sao để làm. Thì clip này NKTV sẽ sử dụng Simple Trainer để hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể xóa hết nhân vật xe cộ đi trên đường, và thứ hai là làm sao để cấp tiền cho cái nhân vật offline trong game GTA 5. Thì để sử dụng được cái này thì chúng ta phải sử dụng đến Simple Trainer, và cái Simple Trainer này tôi sẽ để link tải ở trong phần mô tả của clip các bạn nhé. Và các bạn chỉ việc tải Simple Trainer tập bỏ vào thư mục chính của thư mục game, đồng thời cài đặt thêm cái script hook tầm nữa là xong. Các bạn có thể sử dụng bằng cách là bấm phím F3 chưa? Và chúng ta sẽ tiến hành thêm tiền vào phần nhân vật offline của chúng ta bằng cách thêm tăng được và giảm được các bạn nhé, tùy cái này tùy theo các bạn. Phím menu để sử dụng là các cái phím 2, 4, 6, 8 ở trên bàn phím số các bạn nhé. Nếu như bạn nào mà không có bàn phím số thì các bạn có thể tùy chỉnh lại cái menu của Simple Trainer bằng cái trong cái file trainer.ini ở trong thư mục nhé, thì có thể chỉnh sửa được sang sử dụng các cái phím mũi tên. Rồi thì để tôi xem là nhân vật offline của tôi hiện tại là đang có bao nhiêu tiền. 2 tỷ 1 các bạn nhé, mắc rồi. Thế nào, ok, tôi sẽ giảm số tiền. Đầu tiên là hướng dẫn các bạn cách tăng giảm số tiền trong nhân vật. Đây thì các bạn sẽ chọn vào phần option ở đây, chúng ta sẽ bấm phím số 6 ở đâu, không cần bấm phím số 9 đấy, để chuyển sang bên này đấy, hoặc là 2, 4, 6, 4, 6 để chuyển bên này. Rồi lên xuống là 2, 8 các bạn nhé. Ok, ở phần này thì add money, cái này thì các bạn sẽ cộng vào nhân vật của chúng ta là 100.000, còn phần này là số tiền mặc định thì các bạn có thể trừ đi. Tôi sẽ trừ 2 tỷ 1 đi nhá, 2, 1, 1, 1 này, các kiểu này, để trừ cho nó tiền của nhân vật chúng ta sẽ về số 0. Dạ. Ok, tiền nhân vật của chúng ta bây giờ là số 0 rồi. Thì đấy, thì các bạn muốn thêm tiền hoặc bớt tiền thì các bạn sẽ chọn dòng này. Ví dụ bây giờ tôi muốn thêm 2 triệu thì chúng ta sẽ ghi là 2 triệu. Rồi, và tiếp theo là bấm Enter các bạn nhé. Rồi, thì nhân vật của chúng ta số tiền nó chỉ có là 2 triệu đồng thôi. À, 2 triệu đô chứ, nhầm. Được chưa? Nhân vật chúng ta bây giờ số tiền nó chỉ có 2 triệu đô thôi. Đây, 2 triệu đô. Rồi, tiếp theo thì phần xóa xe cộ và nhân vật ở trên đường các bạn nhé. Thì các bạn sẽ sử dụng cái phím F3 tiếp tục mở cái menu của chúng ta lên. Để tắt nó đi thì các bạn có thể chọn là phím số 0 bên vào phím số các bạn nhé, hoặc là phím F4. Đấy, phím F4 tùy. F4 thường thường nếu mà bạn nào chưa xóa cái phần cài đặt của Script Hawk Dunet thì nó thường thường sẽ dính menu, nên là các bạn sử dụng phím F3 và phím 0 để thoát cái Simple Channel của chúng ta cho nó dễ. Rồi thì tiếp theo phần xóa nhân vật và pet thì các bạn cũng sẽ vào phần option luôn. Đấy, chúng ta sẽ tìm đây, ngay dưới cái dòng cái phần money đây, no pet, no car, no chat là xóa nhân vật này, NPC này, xe cộ và tàu. Thế đấy, thì các bạn có thể tích vào đây, xóa luôn tàu đi cho nó vui. Rồi, sẽ đến ra thoát ra. Thì trên đường không còn một bóng người nữa. Ok, tôi sẽ chỉnh thời gian của chúng ta lên một chút. Thì cái này phục vụ cho các bạn quay clip hay là test xe các kiểu thoải mái các bạn nhé. Đấy, ví dụ tôi muốn test con Lamborghini của tôi. Đấy, thì bây giờ các bạn có thể ra đường và phi thoải mái, làm không còn một bóng người ở ngoài đường, ở trên đường. Đấy, nó vẫn còn mấy con pet đi bộ ở trên đường thôi các bạn nhé, nhưng mà giao thông ở trên đường thì không còn nữa. Thì lúc đấy các bạn có thể thoải mái để test cái xe của các bạn, max top speed hay các kiểu tùy. Rồi, đấy thì đây là hai cái mà tôi thấy khá là nhiều bạn hỏi, nên là tôi làm một cái clip ngắn chia sẻ cách để chúng ta có thể làm được ở trong game GTA 5. Rồi, và tôi sẽ kết thúc clip này ở đây. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những cái clip hướng dẫn mod tiếp theo của NKTV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.